quyết chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp phần 3/4. Điều tôi ngộ ra, tâm an vạn sự an. Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đến với kênh video của Nguyễn Thị Thu Hồng. Kênh video này tôi sẽ chia sẻ cho các bạn về các vấn đề chăm sóc sức khỏe, chăm sóc sắc đẹp từ mỹ phẩm thiên nhiên, cách chữa lành mối quan hệ, các công thức sale và marketing, các công thức hút tiền siêu đỉnh cao của cô Mai Diệu Huyền và những cái công thức về sale marketing của thầy Mai Tuấn Linh. Trước đây tôi là một người bán hàng làm phiền. Đến với khách hàng, tôi chỉ chăm chăm nói và nói và nói những gì mình biết mà không hỏi khách hàng là có vấn đề gì, không tìm hiểu nhu cầu thực sự của khách hàng là gì để mà đưa ra giải pháp giúp cho họ cải thiện cái vấn đề của họ, mà tôi chỉ quan tâm đến việc là bán hàng để đem lại cái doanh thu cho mình, đem lại cái lợi nhuận cho mình. Nhưng mà sau khi học xong khóa học làm chủ cuộc đời của thầy Mai Tuấn Linh thì tôi đã chuyển đổi hoàn toàn. Bây giờ tôi là một người bán hàng giúp đỡ. Tôi đã biết quan tâm đến khách hàng và hỏi khách hàng để mà tìm ra nhu cầu thực sự của khách hàng là gì và mong muốn của họ là gì để mà tìm cách giúp họ cải thiện các cái vấn đề của họ. Về sức khỏe này, về làn da này, về thu nhập này, khơi gợi ước mơ cho họ và cùng họ lên kế hoạch để giúp họ từng bước thực hiện được cái ước mơ. Và tôi cảm thấy rất là tự hào về những giá trị mà mình đã trao đi cho cộng đồng và xã hội. Trong video lần trước, tôi có hứa là chia sẻ với các anh chị và các bạn về 3 cấp độ hạnh phúc vững bền của thầy Mai Tuấn Linh. Thì ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn ngay sau đây 3 cấp độ hạnh phúc vững bền đó là gì. Thứ nhất, đó là vui sướng, hãy làm cho người thân trong gia đình của bạn, trong đội nhóm của bạn và trong khách hàng và các khách hàng của chúng ta vui sướng thì họ mới ở lại với chúng ta dài lâu được. Nếu mà chúng ta không làm cho họ vui sướng thì họ chia tay chúng ta, đó là điều tất nhiên. Bởi vì họ đến với mình bằng cái gì thì họ cũng sẽ rời khỏi mình bằng cái đó. Nếu như họ đến với chúng ta bằng tình cảm thì khi mà chúng ta làm cho họ không thể nào vui sướng được thì họ sẽ rời xa chúng ta mà thôi. Cấp độ 2 đó là gì? Đó là sức mạnh. Hãy làm bằng sức mạnh của chính mình. Hãy sống và làm việc hết sức mạnh của chúng ta. Thì chúng ta hãy xem mọi người xung quanh như là bạn bè này, như anh em ruột thịt của mình, và hãy cho họ biết rằng họ có một sức mạnh phi thường. Mỗi con người là một tiềm năng. Thì hãy giúp cho họ áp dụng sức mạnh vào trong công việc của họ để mà họ làm ra được tiền, kiếm ra được tiền nhiều hơn và để cải thiện cái vấn đề tài chính của họ nhiều hơn nữa. Cái cấp độ thứ 3 đó là gì? Đó là ý nghĩa. Chúng ta hãy sống có ý nghĩa hơn. Chúng ta hãy giúp ích được cho nhiều người hơn nữa, giúp ích cho xã hội nhiều hơn nữa, giúp ích cho công ty nhiều hơn nữa, giúp ích cho đội nhóm, giúp ích cho bản thân mình, làm cho cuộc sống của mọi người xung quanh chúng ta có ý nghĩa hơn nữa. Người ta nói rằng hạnh phúc dẫn đường tiền bạc, niềm tin dẫn đường tương lai. Cho nên là hạnh phúc có trước, thành công mới đến sau. Khi mà có được thành công thì hạnh phúc tăng lên, thì lúc đó thành công sẽ tăng lên. Và khi thành công tăng lên thì hạnh phúc tăng lên nhiều hơn nữa, và thành công lại tăng hơn. Thì tức là mỗi cấp độ nó cứ tăng dần lên như thế này. Và thông thường thì con người ta luôn có tiếng nói nhỏ ở bên trong của mình. Nó cứ nói là bạn làm không được đâu, cái đó khó lắm, người ta làm được nhưng bạn không làm được đâu. Đó là những cái tiếng nói nhỏ bên trong mình. Thì mình hãy vượt qua những cái tiếng nói nhỏ trong chính bản thân mình để mà mình giúp được cho một người nào đó, thì mình hãy nói chuyện với họ một một. Tức là mình tư vấn một một với từng người và giúp cho họ ứng dụng được cái sức mạnh bên trong của chính họ vào trong công việc, để giúp cho họ vui sướng hơn. Là khi là họ ở nhà, khi mà họ gặp chúng ta thì họ sẽ vui sướng hơn, họ sẽ ở lại với đội nhóm của chúng ta. Nếu như mà bạn làm cho khách hàng của mình có được 3 cấp độ hạnh phúc nêu trên thì bạn sẽ giữ chân khách hàng của mình mãi mãi, không những mua hàng của bạn một lần mà mua hàng của bạn nhiều lần hơn nữa. Thì đó là cấp độ thứ 3 tôi vừa chia sẻ với tất cả các anh chị và các bạn 3 cấp độ hạnh phúc vững bền của thầy Mai Tuấn Linh. Đó là một bài học vô cùng hay, vô cùng có ý nghĩa, và tôi áp dụng vào trong cuộc sống của chính mình. Nếu như các bạn đã biết được 3 cấp độ hạnh phúc này thì hãy áp dụng ngay và luôn nhé. Trong khóa học này
tôi đã chứng kiến rất là nhiều học viên đã thay đổi bản thân bằng một cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, vui vẻ hơn, nụ cười luôn nở trên môi và tài chính tăng trưởng mạnh mẽ từng ngày, từng ngày, từng ngày. Thì tôi sẽ tiếp tục chia sẻ đến tất cả các anh chị và các bạn những cái công thức thần thánh mà thầy của tôi là thầy Mai Tuấn Linh đã dạy cho tôi và các học viên khác, cách để tăng tốc thu nhập như thế nào, cách để kết nối dòng tiền, cách để chữa lành mối quan hệ, công thức của cô Mai Diệu Huyền như thế nào. Thì trong những video tiếp theo tôi sẽ chia sẻ với tất cả các bạn những cái công thức này nhé. Nếu các bạn thấy video của tôi hay và có ích cho tất cả mọi người thì các bạn hãy like và chia sẻ video của tôi để lan tỏa giá trị cho tôi, trao đi cho cộng đồng nhiều hơn nữa nhé. Tôi sẽ rất vui nếu mà các bạn bấm đăng ký theo dõi cái kênh video này của tôi để mà nhận được nhiều giá trị hơn nữa. Các bạn hãy bấm vào nút subscribe, bấm vào hình quả chuông để mà nhận được những video mà lần tới tôi sẽ phát sóng, thì các bạn sẽ là những người nhận được đầu tiên. Đó là cái nguồn động viên, đó là cái nguồn khích lệ rất là lớn cho tôi để tôi tiếp tục chia sẻ cho các anh chị và các bạn những cái giá trị tốt đẹp mà tôi đã được học. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã lắng nghe video này của tôi. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn vào các video lần sau. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.